Hả, mẹ ăn mới về. À, tụi con về rồi đó hả? Hai đứa ăn gì chưa? Để mẹ vô mẹ nấu cơm cho ăn. Ôi mẹ, mẹ ăn gì vậy? Mẹ ăn cơm mà. Ôi sao cái mùi nó hôi quá vậy mẹ? Mẹ ơi, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, những cái đồ ăn cũ này mẹ đừng có ăn nữa. Mẹ thấy bà Tư ở đầu đường không? Ở bị ung thư đại tràng rồi đó, mẹ không sợ sao? Anh ơi, xuống đây em nói nghe nè. Chuyện gì vậy em? Tháng nào á, vợ chồng mình cũng gửi tiền đều đặn về, mà anh coi mở túi lạnh ra, em không thấy thức ăn gì hết trơn á. Không biết là mẹ chia vô chuyện gì nữa. Đã vậy á, mẹ còn ăn uống thiếu chất, còn ăn đồ thừa của mấy ngày hôm trước nữa. Bây giờ mà quay trách anh á, anh nói bao nhiêu lần mẹ có chịu nghe đâu. Mẹ, mẹ nói thật đi, tiền vợ chồng con gửi cho mẹ về hàng tháng á, mẹ dùng vào việc gì?